Em rất thích ông Putin bởi vì mỗi lần ông sang đây thì ông đều đến đặt vòng hoa thăm bác và ông ấy rất thân thiện với mọi người. Thì đó là ấn tượng của em về Putin. Và ông vẫn là một người rất mạnh mẽ, theo kiểu là cái hình tượng mà một người đàn ông hướng tới. Rồi. Ông Putin là một người, một vị tổng thống rất là tài năng và quyền lực, và thực sự là ông là một phải nói là thần tượng của em, rất là hâm mộ ông Putin. Em khá là thích tổng thống Nga Putin. Em mong là chuyến thăm lần này của Nga và Việt Nam sẽ làm cho tăng tình đoàn kết, hợp tác và hữu nghị với nhau ạ. Em cảm thấy là đây là niềm vinh dự cho Việt Nam và cả bên Nga nữa. Tại vì là em nghĩ rằng nếu mà Nga sang đây thì sẽ mở rộng cái sự quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nga và tăng cái sự phát triển kinh tế ngoại giao của Việt Nam. Đây là niềm vui và tự hào của chị khi may những cái lá cờ này, cờ Nga để đón Tổng thống Nga sang Việt Nam.